Chỗ Út ở bây giờ trồng nhiều củ sắn dữ lắm, thành ra có nhiều món đặc sản gắn với củ này như phở sắn, bánh chén sắn. Bữa này cùng Út đi tìm hiểu nghe. Củ sắn quê Út kêu là củ mì. Sắn này là loại sắn cao sản, thân xanh rì. Củ già thu hoạch xong sẽ được đem xay, chắc lọc qua nhiều nước mới chén bánh phở, bánh chén được. Bánh chén sắn dày, lúc khô có màu vàng đục đục, nhúng nước một cái là nó trong và dai dữ lắm. Bữa nay Út vô tới xưởng, nhìn cô chú làm quen thấy đơn giản mà thử làm mới biết không dễ chút nào. Phải vừa nhanh tay vừa khéo léo lúc khai vỉ, chịu nắng chịu gió lúc đem phơi. Phơi bánh chén cũng phải canh đạt là đem vô liền, chứ để nắng quá bánh chén sẽ nứt gãy, còn chứa khô thì không lấy ra được. Bánh chén thành phẩm được mấy cô cắt thành miếng vừa cuốn rồi đóng gói. Út cũng mua về mấy sắp mới ra lò để thử làm ăn. Bánh chén ăn với thịt luộc là ngon nhất, nên Út luộc miếng thịt ba chỉ rồi đi ra vườn hái ớt, dưa leo với mớ hẹ để lát vô cuốn bánh chén cho ngon. Còn ít Út quét chả bò lên để đem chiên. Món này mình làm bằng chả cát thác lát cũng ngon dữ lắm. Mấy cái áo bữa nay Út mặc là mẫu mới bên chị Hân Nguyễn. Chỗ chị Hân có nhiều mẫu áo bà ba mà Út khoái loại hài nhí nhất luôn. Áo có hai lớp, chắc vải hỏng nhằn nên đỡ tốn công ủi. Quần thì được may vải dày, mặc thích dữ lắm. Mọi người muốn xem nhiều kiểu mới thì bấm vào trang chị Hân Nguyễn nghe. Còn miếng bánh chén chiên phồng chưa nè, như con cá nóc vậy đó. Chiên cho đều hai mặt thì gấp ra, cắt miếng nhỏ vừa ăn. Món này ăn không hỏng thời cuốn bánh chén chung với thịt luộc cũng giòn ngon lắm nè. Ăn với thịt luộc, Út cắt xả ớt để xào mắm nêm cho thơm. Thì xả vàng Út gót chén mắm nêm vô, thêm nước khóm xay cho ngọt là được. Út có pha thìa chén mắm ruốc với sa tế ớt xào để quét lên bánh chén, làm bánh chén mắm ruốc giòn giòn ăn cho ngon. Giờ cắt thịt thành miếng mỏng vừa cuốn là ăn được rồi. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghiên. Dùng động.